À, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Phước Sửu và Mai Hương, chúng mình đang có mặt tại khu đô thị Thủ Thiêm, nơi được mệnh danh là phố đông của Sài Gòn. Rất là tuyệt vời, một buổi chiều rất là mát mẻ phòng Mai Phương và Phước Sửu được Mai Phương đưa đến khu đô thị Thủ Thiêm để tìm hiểu một cái dự án gọi là rất là đặc biệt, một cái dự án gọi là tâm điểm của những cái quý tư năm 2022. Vâng, mời anh chị và các bạn hãy cùng theo chân anh Sửu và Mai Phương đến với dự án Thủ Thiêm Sky River. Yeah, nói đến Thủ Thiêm Sky River là một cái dự án rất là đặc biệt của chủ đầu tư là Zayghet Hàn Quốc. Dạ, yeah. Thì hôm nay là Phước Sửu và Mai Phương sẽ cung cấp cho quý anh chị một vài cái thông tin về dự án để quý anh chị có cái tầm nhìn rõ hơn và lựa chọn đây là một cái cơ hội đầu tư vào quý cuối năm 2022 này nhé. Mai Phương có thể giới thiệu một tí xíu về thông tin về cái dự án Sky River Thủ Thiêm này được hay không? Vâng, thưa anh chị và quý vị, thì dự án Thủ Thiêm Sky River ngay phía sau Phương, lưng Phương và anh Sửu đây là một dự án của chủ đầu tư GSENC, một tập đoàn đa ngành nghề đến từ Hàn Quốc. Thì hiện nay tổng quy mô của dự án là hơn 3,3 hectare ngay tại phân khu chức năng số 3 của khu đại đô thị Thủ Thiêm, với quy mô ngay giai đoạn đầu là gồm 2 lốc cao 32 và 25 tầng. Thì giai đoạn đầu chủ đầu tư triển khai dự kiến trong đó khoảng 300 căn hộ gồm 2 lốc cao 32 và 25 tầng, gồm 300 căn hộ và 4 tầng trung tâm thương mại bên dưới. Quá tuyệt vời Mai Phương. Nói đến GS là một, nói đến chủ đầu tư gọi là rất nổi tiếng cho vấn đề là xây dựng cơ sở hạ tầng. Thì tại Việt Nam mình là GS đã triển khai rất là nhiều cơ sở hạ tầng và gọi là được khách hàng Việt Nam đón nhận và rất là đánh giá gọi là 5 sao không Mai Phương? Anh Sửu có biết đó là những dự án nào không? Một cái dự án mà gọi là được mong chờ của người Việt Nam mà gọi là đang gọi là làm mưa làm gió và gần như là đầu tiên tại Việt Nam, đó là tuyến Metro số 1 là cũng do tập đoàn GS Hàn Quốc triển khai và hiện tại là đến những cái công đoạn cuối cùng để gọi là tuyến tàu điện tàu Metro sẽ khởi chạy đó Mai Phương. Đúng rồi. Ngoài ra thì tập đoàn GS của Hàn Quốc cũng triển khai rất là nhiều cái dự án tại rất là nhiều nơi khác nhau. Như Phước Sửu là những chuyên gia bất động sản, mình là chuyên viên tư vấn bất động sản khu Nam, thì Phước Sửu biết đến GS Hàn Quốc đang triển khai một cái dự án gọi là 350 hectare của Hàn Quốc của GS tại Nhà Bè. Đó là GS Metro Mall phải không anh? Không, dự án đó là gọi là GS Metro City hay là còn có tên là gọi là Zayghet Nhà Bè đó Mai Phương. Dự án thứ hai mà Mai Phương có thể giới thiệu đến mọi người là của GS đang triển khai tại quận 2 và quận 9, là Mai Phương có biết rõ về hai dự án này hay không? Đó là trước đây thì năm 2010, em không nhầm thì năm 2017 thì GSENC có một chủ làm chủ đầu tư của dự án là Sea Riverview Palace và một dự án nữa đó là GS Metro Mall ở Long Bình, quận 9. Nhưng chính mà xác. Tới thời điểm hiện tại thì nó chưa được công bố chính thức ra thị trường. Ngoài ra, để hạ tầng ở Sài Gòn thì những cái dự án trong những năm đầu tiên từ năm 2004, đó là dự án tuyến đường Phạm Văn Đồng, Bình Lợi. Cầu Bình Lợi thì đó là một trong những mà cái dự án mà tiêu biểu nhất của chủ đầu tư GSENC tại thành phố Hồ Chí Minh. Nói đến GS là một cái tập đoàn gọi là phát triển đa quốc gia. Ở Hàn Quốc thì GS gần như là đứng số 1 và tất cả những cái tỉnh Đông Nam Á đối với GS là một trong những tập đoàn phát triển về nhà ở và cơ sở hạ tầng gọi là cực lớn phòng Mai Phương. Thì hôm nay mà Phước Sửu và Mai Phương quay lại với cái dự án là Thủ Thiêm Sky River là một cái tâm điểm gọi là đầu tư cho khách hàng trong những năm cuối năm 2022. Thì họ gọi là một cái dự án gọi là nhất là cần thị, nhì là cần gian và tam cần lộ phải không? Thì cái dự án này nó đạt được ba cái yếu tố như vậy luôn Mai Phương. Thì Mai Phương có thể là giới thiệu cho quý anh chị về cái kết nối hạ tầng của cái dự án Sky River Thủ Thiêm này được hay không? Vị trí của dự án Sky River Thủ Thiêm thì nó nằm ngay mặt tiền đường đại lộ Nguyễn Cơ Thạch. Phía bên phải phương bên này nè sẽ là cầu Thủ Thiêm 1. Bên này thì vừa bên này cầu sẽ là Thủ Thiêm, còn bên kia là Bình Thạnh. Đó. Còn
kết nối thẳng với lại qua bên cuối đường đại lộ Nguyễn Cơ Thạch, về phía bên tây phải khu bên này thì sẽ là qua khu đại đô thị Sa La và chạy đến tương lai sẽ kết nối qua quận 7. Dạ, một bước chân là ngàn tỷ ích vô Mai Phương. Rồi. Nói đến cần sông nữa đó Mai Phương, thì chủ đầu tư này là thiết kế một cái trên một cái khu đất rất là đẹp phải không ạ? Cái vị trí của cái khu đất là ở cái thửa nào, Mai Phương có nắm rõ thông tin hay không? Thủ Thiêm Gia River thì nó nằm ngay ở phân khu chức năng số 3 của khu đại đô thị Thủ Thiêm. Một cái dự án rất là đẹp và được thiết kế rất là nhiều cái tiện ích. Nói đến gọi là một nhà thiết kế xây dựng bất động sản thì GS sẽ là một nơi gọi là thiết kế những cái lên kép đẹp nhất hiện tại và được rất là nhiều khách hàng gọi là chào đón phòng Mai Phương. Thì rất là nhiều tiện ích trong một cái cụm khu đô thị và nó có một cái hồ bơi rất là lớn. Chạm trong ở tầng 20 và tầng 3 đó anh Thủ, tầng 4. Quá tuyệt vời. Và chủ đầu tư còn tinh tế trong những cái đường nét thiết kế và những cái cảnh quan trong khu đô thị làm cho khách hàng cảm giác đây là một nơi gọi là đi xa để trở về hàng ngày. Là một cái tổ ấm tuyệt vời cho khách hàng. Cảm ơn anh chị và quý vị đã lắng nghe Mai Phương và Phước Sửu. Để có nhiều cái thông tin hơn nữa, quý anh chị hãy inbox hoặc là alo cho Phước Sửu và Mai Phương để nhận những cái thông tin mới nhất và những cái chính sách chiết khấu rất là biệt trong đợt mở bán đầu tiên trong thời gian tới. Xin chào và hẹn gặp lại.